Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin thầy dạy nghĩa dụ ngôn cọ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cọ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù gieo cọ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chính sẽ chói lòi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay là một đoạn trong chương 13 của Tin mừng Thánh Matthêu. Trong chương này, thánh sử ghi lại nhiều dụ ngôn của Đức Giêsu, trong đó có dụ ngôn cọ lùng trong ruộng lúa. Khi giảng dạy cho dân chúng, Đức Giêsu thường dùng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ thì người giải thích ý nghĩa của các dụ ngôn ấy. Lần này cũng vậy, sau khi giảng dạy cho dân chúng, Đức Giêsu về nhà và các môn đệ đến gần xin người giải thích ý nghĩa dụ ngôn cọ lùng trong ruộng cho họ. Đọc lại lời giải thích của Đức Giêsu, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta, nhất là các vị mục tử được trao quyền và trách nhiệm lãnh đạo đoàn chiêm, phải đấm ngực xét mình, thậm chí là run sợ. Bởi vì theo lời giải thích của Đức Giêsu, trong thửa ruộng thế gian luôn tồn tại hai loài người, một loài là lúa tốt và một loài là cỏ lùng. Mặc dù Thiên Chúa là đấng nhân từ nên không hủy diệt ngay những kẻ gian ác mà cỏ lùng là tượng trưng, nhưng đến ngày tận thế thì số phận của họ thật là bi thảm. Họ sẽ bị tống ra khỏi nước trời và bị quăng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Nhiều người Kitô hữu, ngay cả một số mục tử, lập luận rằng: Tôi đâu có làm điều gian ác, tôi vẫn đi lễ đọc kinh, tôi vẫn tự hành thánh lễ hàng ngày, làm sao tôi có thể bị tống ra khỏi nước trời và bị ném vào hỏa ngục được? Tuy nhiên, nếu đọc kỹ lời Chúa trong phúc âm hôm nay, thì ngoài những kẻ làm điều gian ác, còn có những người làm gương mù gương xấu cũng bị các thiên thần tập trung lại mà tống ra khỏi nước của con người, rồi quăng vào lò lửa đời đời. Vậy mà trong chúng ta, có mấy người dám khẳng định bản thân không làm gương mù gương xấu? Đặc biệt là những người chức quyền càng cao thì càng được người khác chú ý, nên gương mù gương xấu càng dễ bị phát hiện và càng tác động tiêu cực đến nhiều người. Không là gì mà Đức Giêsu có lần cảnh giác các môn đệ: Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã, thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển, còn hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nhưng không chỉ các vị có chức quyền trong hội thánh, mà những bậc làm cha mẹ, thầy cô giáo cũng thường làm gương mù gương xấu cho con cái và học trò của mình. Thậm chí có những gương mù gương xấu khiến cho con trẻ mang ấn tượng xấu suốt đời, và có thể vì thế mà tuyệt vọng, dẫn đến buông thả và hư hỏng, liều mất linh hồn. Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ của người phải đề phòng. Chẳng thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương mù gương xấu. Có nghĩa là thà chết còn hơn làm gương xấu, khiến những người bé nhỏ sa ngã. Bởi vì làm gương mù gương xấu thì phải trả giá tối đa bằng hình phạt hỏa ngục. Vậy phải chăng tất cả chúng ta, nếu đã từng làm gương mù gương xấu, đều hết hy vọng được vào nước trời? Thưa không phải. Tạ ơn Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu, còn cho chúng ta thời gian hoán cải, sửa chữa lỗi lầm. Như chủ ruộng chờ tới mùa gặt mới thu gom cọ lùng để đốt đi,
Thiên Chúa cũng chờ đợi mỗi người chúng ta hoán cải. Vì thế chúng ta hãy mau mau thay đổi đời sống. Nếu ai đã từng làm gương mù gương xấu thì nay hãy làm nhiều việc lành để bù đắp và để cầu nguyện cho những người bé mòn đã bị gương xấu của mình tác động. Hãy gia tăng đời sống cầu nguyện, hy sinh hạ mình và vui lòng đón nhận những điều trái ý vì vinh danh Chúa, để cầu xin Chúa tha thứ và bù đắp cho những gương mù gương xấu mình đã gây ra. Bài phúc âm hôm nay còn tuyên dương những người công chính mà hạt giống tốt là hình ảnh tượng trưng. Chúa Giêsu gọi họ là con cái của nước trời. Mặc dù sống giữa thế gian, phải tiếp xúc với con cái ác thần, họ vẫn giữ được tư cách con cái Thiên Chúa của mình. Nhờ đó đến ngày tận thế, họ sẽ chói lòi như mặt trời trong nước của cha họ, nghĩa là nước trời. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những gian nan, vất vả, cho những nỗ lực và hy sinh của họ để làm chứng cho Chúa Giêsu và để làm vinh danh Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã dạy cho chúng con đường về nước trời và cảnh giác chúng con những điều nguy hại đến phần rỗi đời đời của chúng con. Xin Chúa thương ban dồi dào ơn Chúa Thánh Thần cho các vị mục tử, giúp các ngài luôn khôn ngoan và can đảm, biết lựa chọn làm theo ý Chúa, hầu giúp chúng con đi đúng đường lối của Chúa. Nhờ đó sau này chúng con được cùng các ngài chung hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa trong nước trời. Amen.